Chào mừng học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 3, sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Tuần 11, bài 4, Ước Mơ Màu Xanh. Rồi trong bài này thì các em viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu nêu tình cảm của em với thầy cô giáo hoặc là một người bạn. Rồi các em có thể chọn là viết về thầy cô giáo hoặc là một người bạn. Thầy giáo ví dụ, các em viết về thầy cô giáo thì trước hết là các em phải nêu được tên của cô hoặc thầy giáo, dáng người, mái tóc, làn da, nụ cười, giọng nói của cô hoặc thầy, tính tình, tình cảm của cô hoặc thầy đối với học sinh như thế nào. Và cuối cùng là các em nêu được tình cảm của em với cô hoặc thầy. Rồi cụ thể thì các em tham khảo đoạn văn sau. Cô giáo chủ nhiệm năm lớp 2 của em là cô Lan. Cô có dáng cao, mái tóc đen dài mượt, làn da trắng và một nụ cười rất duyên. Giọng nói của cô rất ấm áp và truyền cảm, ai chỉ nghe một lần sẽ nhớ mãi. Cô là một người rất tận tụy với nghề, ân cần chỉ bảo chúng em từng câu văn phép tính. Cô yêu và quan tâm các bạn trong lớp như những đứa con ngoan của mình, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Có một lần bố mẹ bận công việc chưa kịp đón em, cô đã chở em về tận nhà. Kỷ niệm đó làm em nhớ mãi. Tuy năm nay em đã lên lớp 3, nhưng em vẫn nhớ mãi về cô. Với em, cô như người mẹ hiền thứ hai của mình. Rồi tiếp theo là các em tham khảo đoạn văn viết từ 6 đến 8 câu nêu tình cảm của em với một người bạn. Thì cũng như là tương tự, các em viết đoạn văn về thầy hoặc cô giáo. Trước hết là các em cũng giới thiệu tên của bạn. Bạn ấy có dáng người như thế nào? Mái tóc, làn da, nụ cười ra sao? Tính tình của bạn ấy như thế nào? Ước mơ của bạn ấy là gì? Em với bạn ấy chơi thân như thế nào? Và các em cũng viết một câu nói về tình cảm của mình với bạn ấy. Rồi cụ thể thì các em tham khảo đoạn văn sau. Hương là người bạn cùng bàn với em. Bạn ấy có dáng người mảnh mai, mái tóc dài ngang vai, làn da trắng và đặc biệt là nụ cười rất dễ thương. Hương hiền lành, ít nói nhưng bạn ấy học rất giỏi. Bạn ấy rất khiêm tốn và luôn giúp các bạn học yếu kém hơn mình. Ước mơ cháy bỏng của Hương là trở thành giáo viên tiểu học và được dạy các bạn nhỏ trên quê hương của mình. Chúng em chơi với nhau rất thân và luôn giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ trong học tập. Em mong em và Hương mãi là bạn tốt của nhau, cho dù hai đứa mỗi người có một ước mơ riêng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.